Hello everyone, welcome to English Bites. Xin chào đón các bạn khán giả của VTV6 đã quay trở lại cùng với mảnh ghép tiếng Anh và Công Tố. Quỳnh Anh rất vui khi được gặp lại các bạn vào mỗi ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Và hy vọng rằng với mảnh ghép tiếng Anh ngày hôm nay các bạn sẽ yêu thích hơn các số đã phát sóng, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau học về từ vựng, một trong những yếu tố giúp cho các bạn sử dụng tiếng Anh linh hoạt, tự tin và trôi chảy hơn. Và điều đặc biệt quan trọng không bao giờ thay đổi, đó là trong mỗi chương trình mảnh ghép tiếng Anh của chúng tôi sẽ có một khán giả may mắn nhận được phần quà, bởi vì bạn ấy đã gửi câu hỏi về cho mảnh ghép tiếng Anh thông qua địa chỉ email mảnhghép.vtv.vn. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem câu hỏi đó là gì và bạn khán giả may mắn đó là ai. Tuy nhiên trước đó thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem đoạn băng của ngày hôm nay nhé. Xin mời. I'm Paul Dimmick, one of the owners of Huon Bush Retreats. And Huon Bush Retreats is just 50 minutes south from Hobart. We have three studio cabins, two-bedroom cabins, two teepees, and a campground. We own 1 square kilometre of various habitats here, including forest, subalpine heathland, and of course the accommodation village. Being a private nature reserve, we've got all sorts of critters that live here in the wide range of habitats that we have. This little fella here, his name's Rory, and he's a Rufous wallaby. We've raised him from a little joey. Someone brought him up when his mum got killed on the road, and we've had him for about 6 or 8 months now. Vừa xem xong đoạn băng, chắc hẳn các bạn sẽ có cùng nhận định với Quỳnh Anh, đó là nhân vật trong đoạn băng của chúng ta đã có một cái ý định, một cái kế hoạch rất là hay, đúng không ạ? Đó là cải tạo lại cái nơi ở của mình thành một cái khu du lịch sinh thái sinh quyền, đúng rồi. Để có rất nhiều các loài động vật. Quỳnh Anh thấy đây là một ý nghĩ rất là hay, ý tưởng hay. Nói về sinh quyền, đúng không ạ, tôi chỉ biết một từ duy nhất thì như là cũng xuất hiện loáng thoáng đâu đó trong đoạn băng, không biết là có phải không. Đó chính là heathland. Vâng, bạn xem băng nhưng bạn lại bảo là loáng thoáng trong đoạn băng. Tuy nhiên thì heathland là một từ là đúng xác. Đúng không ạ? Bạn biết được bao nhiêu từ về sinh quyển? Tôi hôm nay rất là nhẹ nhàng ấy, mà hôm nay bạn lại có vẻ đanh đá hơn. Vâng, nói về lượng từ vựng để nói về sinh quyển thì ngoài heathland như Công Tố vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể sử dụng một từ rất quen thuộc, đó là từ forest. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng từ soul apping. Trong đoạn băng vừa rồi chúng ta cũng đã gặp những từ đồng nghĩa liên quan đến động vật, animal. Thực ra đây là một vấn đề của rất nhiều những bạn học tiếng Anh. Đó là các bạn khi đã biết một từ ấy, thì thường xuyên sử dụng từ đó. Và rất hay gặp phải cái lỗi là lập từ trong khi viết hoặc là trong khi nói. Tôi cũng vậy. Vậy thì ngày hôm nay hy vọng rằng mảnh ghép tiếng Anh sẽ phần nào giúp các bạn cảm thấy tự tin hơn, có nhiều vốn từ hơn. Như Công Tố vừa nhắc đến từ animal. Thì ngoài dùng animal, chúng ta có thể dùng từ creature. Hoặc là một từ nữa thì trong đoạn băng cũng có xuất hiện, đó là từ creature. Vậy thì ngoài dùng animal, các bạn có thể dùng creature hoặc là creature với cùng cái nghĩa đó, các loài động vật. Công Tố hy vọng là các bạn khán giả theo dõi truyền hình đang ngồi trước màn ảnh nhỏ và có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại những từ mới này, để chúng ta hàng ngày sử dụng mà lặp lại và trở thành một thói quen khi mà chúng ta sử dụng một câu nói nào đó cho nó phong phú và đa dạng, không bị lặp từ, phải không ạ? Tiếp theo nhé, từ đồng nghĩa với từ chú kangaroo con nhé, baby kangaroo. Vâng. Là từ gì hả bạn? Tôi lại cứ tưởng là bạn Công Tố đang định nói là. Và ngay sau đây Công Tố sẽ giới thiệu với các bạn một số từ đồng nghĩa với baby kangaroo. Thật ra bạn hỏi tôi từ, joy. Joy. Hoặc là có một từ rất là hay, đó là từ wallaby. Wallaby. Yes. Vậy thì ít nhất là trong ngày hôm nay thì Quỳnh Anh và Công Tố đã chia sẻ với các bạn được hai từ để có thể dùng để chỉ chú kangaroo con. Đó là từ joy hoặc là wallaby. Joy, wallaby. Vâng. Ngoài ra thì trong đoạn băng vừa rồi chúng ta cũng đã gặp một cấu trúc câu tôi nghĩ là khá đặc biệt. Trong một cái ngữ cảnh rất buồn là con kangaroo mẹ bị tông xe, bị cán chết ở ngoài đường. Vâng. Ở đó họ dùng là got killed on the road. Đúng rồi, ở trong đoạn băng thì chúng ta có bắt gặp một cái cụm, một cái cấu trúc, đó là get cộng với phân từ hai. Thực ra mà nói cấu trúc này có thể là lần đầu tiên Công Tố gặp thôi, nhưng nó cũng là một cấu trúc khá quen thuộc, chỉ về bị động. Thay vì bình thường ra chúng ta vẫn hay biết rằng là nói về câu bị động chúng ta sẽ dùng cấu trúc to be cộng phân từ hai, ví dụ như là to be killed, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói là the mother kangaroo is killed on the road. Nhưng mà ở đây chúng ta lại sử dụng một cấu trúc khác, đó là get killed. Get cộng với phân từ hai cũng có thể chỉ một dạng bị động.
Vậy là ở trong trường hợp này nó sẽ thay cho to be, đúng không ạ? Thay cho to be. Và tôi nghĩ rằng là với càng nhiều những cấu trúc, càng đa dạng những cấu trúc thì các bạn sẽ càng tự tin hơn trong khi viết hoặc là trong khi nói. Và chúc các bạn sẽ sử dụng những cái cấu trúc này thật là thành thục. Rồi, cảm ơn bạn. Và bây giờ thì hãy cùng với Công Tố và Quỳnh Anh, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đoạn băng để khám phá khu rừng sinh quyển này các bạn nhé. Xin mời. We actually bought this property from a logging company with the idea of saving it, and then the Hill and Bush Retreats business came along as a way that we could actually afford to do that. We have 4 kilometres of bushwalking tracks. We've got an easy half to three quarter hour loop. Most people can do that with ordinary fitness, ordinary street shoes. People can have a really nice 5 or 6 hours just enjoying our whole bushwalking track network. We want our guests to understand where we're coming from with the conservation thing. It's a great place where people can actually come and experience alternative energy and alternative ways of looking after the environment, try it out for themselves, and go away with some ideas of maybe how they can look after the environment in their own homes in the future. Các bạn khán giả thân mến, sau khi theo dõi phần 2 của đoạn băng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những kiến thức tiếng Anh có trong đoạn băng vừa rồi nhé. Một cụm từ nữa, đó là... Chính xác là cụm động từ. Vâng, cụm động từ. Come along. Come along. Vâng. Theo bạn là gì? Bạn xem những cảnh bạn có đoán ra được không? It means appear. Yes, you're right. Vậy là thông qua đoạn băng vừa rồi, chúng ta đã bắt gặp một cụm động từ come along. Nó có nghĩa là... to appear, xuất hiện. Nếu mà chỉ nói về một cụm động từ come along thôi thì có vẻ như sẽ hơi thiếu hụt đúng không ạ? Bởi vì tôi nghĩ là với động từ come này sẽ có rất nhiều những cụm động từ khác nhau, rất nhiều những giới từ kết hợp với come để ra những cụm động từ. Chính xác. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng dậy bút để ghi lại. Không, bạn đừng làm thế, bạn lại gây áp lực cho tôi lại lo lắng. Như chúng ta vốn vẫn biết là nếu chúng ta ghép một cái động từ với những giới từ khác nhau thì chúng ta sẽ có những cụm động từ khác nhau. Từ đoạn băng thì chúng ta có cụm come along. Ngoài ra thì tôi còn nhớ có một số cụm như là come across, có nghĩa là to get hoặc là to find by chance, tìm được cái gì đấy bất ngờ, tình cờ và bất ngờ. To come about là happen, xảy ra. Đúng rồi. Còn có một cụm nữa đó là to come down with, có nghĩa là bạn bị nhiễm bệnh gì đấy. Ví dụ tôi nói rằng là yesterday the weather changed and I came down with flu. Ngày hôm qua thời tiết thay đổi nên tôi có vẻ là bị cúm. Vậy là chúng tôi đã ghi lại những cụm động từ này trong cuốn sổ cẩm nang kiến thức tiếng Anh rồi. Và bây giờ còn một cụm từ nữa, đó là where we are coming from. Theo bạn là gì? Tại bởi vì tôi thấy là coming from rồi còn có where nữa, kiểu như là chúng tôi đến từ đâu hay thế nào đấy. Bởi vì xét vào ngữ cảnh đó, tôi không hiểu là cái câu này có ý nghĩa gì trong đoạn băng vừa rồi. Vâng, và tôi thì rất là sẵn lòng để giải thích cho Công Tố. Và không biết là có bạn khán giả nào còn đang thắc mắc không? Thì Quỳnh Anh xin được giải thích như thế này ạ. Cái cụm where we are coming from đấy, thực ra nó là một cách để khi chúng ta trò chuyện với nhau ấy. Mà khi chúng ta muốn nói rằng là tôi hiểu là cái ý của bạn từ đâu, tôi hiểu là từ đâu mà bạn có cái suy nghĩ đó, thì mình có thể nói là I can see where you are coming from. Kiểu hai người đang thảo luận, có thể là tranh luận chẳng hạn. Tôi biết được cái khởi nguồn mà bạn nghĩ ra cái điều này ở đâu rồi. Tôi hiểu được cái ý tứ sâu xa bạn muốn nói là gì. I see where you coming from. Yeah, I see where you coming from. Yes. Và với cụm từ này, nếu các bạn sử dụng một cách linh hoạt thì nếu người nghe là người bản ngữ thì sẽ đánh giá các bạn là một người khá là hiểu về ngôn ngữ tiếng Anh. Và hy vọng hôm nay các bạn sẽ luyện tập và sử dụng luôn cụm từ này. Các bạn khán giả thân mến, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau giải đáp câu hỏi mà Công Tố đã hỏi các bạn ngay từ đầu chương trình. Ngày hôm nay câu hỏi mà khán giả may mắn gửi đến chương trình là gì? Và bạn khán giả đó là ai? Đó chính là bạn Hoàng Vân Anh, đúng không ạ? Bạn ấy đã đặt một câu hỏi cho chúng tôi trên Facebook của chương trình tại địa chỉ facebook.com/mảnh ghép tiếng Anh. Và không biết câu hỏi của bạn là gì, xin mời Quỳnh Anh. Ngày hôm nay thì bạn Vân Anh đã đưa ra một thắc mắc mà Quỳnh Anh nghĩ rằng phần lớn các bạn khi học tiếng Anh đều cảm thấy rất là khó khăn. Đó là cách phân biệt cũng như sử dụng mạo từ the sao cho chính xác nhất. Và ngày hôm nay tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng gặp lại thầy Jeff Clinton đến từ Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo. So the question today is about like how to use correctly the. Very difficult things for students who are studying English. Yeah, it is. Hard for English speakers too. The main difference, you use a and am with single
countable nouns. So a person. Yeah. A cup of water. That's one thing. A cup thing. Of water. You can count them. You can have one cup, two cups, three cups. But let's think about the water in the cup. Because water is uncountable. Same thing with the tea. Yeah. Okay? You'd say a cup of tea, but the tea, or the coffee, the air, and so on. The other difference when using it in a sentence, and it can get very confusing, is the first time you mention something, you will probably use a or an. So let's say, today I went to a store. Yes. It could be any store, one of any in the entire world. The next sentence will be, the store sold clothes. Okay, the store sold clothes. So now I've gone from general to specific. Yeah. Another example could be, I want to buy an umbrella. Yes. Any umbrella. I don't have one. I want any umbrella. I get an umbrella. I've lost it. Then I say, where's the umbrella? Yeah. I have this one umbrella now. I want that one. Okay? With A and an, you use them for the same things, but if the word following the article, A or an, starts with a vowel sound, yes, then you use an. Because, so, for example, an elephant, some words are tricky because when you write them, they start with a consonant, but they don't have a consonant sound. Yes. For example, I'm going to quiz you guys. I'm going to say a word, tell me if it has A or an before it. Yeah. Okay? Hour. Hour is a vowel. You say an hour. Very good. Yeah. How about university? University, you said it when you, so it looks like a vowel, but it sounds not vowel at all. Yeah. So you say a university. Very good. It's a university because it has a Y sound. Yeah? Another reason when you use A and the, so think about the sky, okay? Yeah. Think about the night sky. Yeah. There's one moon, yeah, and there are like 7 billion stars. I don't know how many, but there are a lot. In this case, because there's only the Earth, yeah, only has, oh, there's only one Earth. There's only one moon. The moon is unique. It's the only... The only thing. The only moon we have. So we'd say the moon. Yeah. I saw the moon last night. But because there are 7 billion stars, you'd either say I saw stars, or if you're thinking of one, I saw a star. Yeah, so I can tell, like, if something is, like, really defined and that's unique, only one, like the sun, or the moon. The earth, the moon, so we use the. Thank you. Okay. It's very interesting to have you here. I think that the audience, the watcher, will love you on English Bites. So we would like to have you next time, for sure. Well, thank you. I hope to come by. Thank you. Thank you. Thank you. Hy vọng với những giải đáp thắc mắc vừa rồi của thầy đến từ Tổ chức Giáo dục Đào tạo Apollo thì bạn Vân Anh cũng như là các bạn khán giả theo dõi truyền hình đã một lần nữa ghi nhớ những kiến thức này và chúng ta sẽ sử dụng một cách thành thạo nhé. Và bây giờ hãy cùng với Công Tố và Quỳnh Anh chúng ta điểm lại những kiến thức tiếng Anh đã theo dõi ngay từ đầu chương trình. Hy vọng rằng các bạn vẫn còn ghi nhớ một số những cái từ vựng chỉ về các loại sinh quyền khác nhau như là forest, accommodation village hoặc heathland. Là heathland. Ngoài ra thì có một phần về từ vựng, đó là những cái từ đồng nghĩa ví dụ như là animal, creature, critter. Hoặc là nói về con kangaroo con. Vâng, cái này là hay nhất đấy ạ. Baby kangaroo, Joey. Joey, wallaby. Vâng. Trong phần 2 của chương trình thì chúng ta đã đến với một vài phrasal verb thì kết hợp với động từ come với một vài giới từ ví dụ như là come along, come across, come about và come down with. Ngoài ra thì trong chương trình hôm nay các bạn cũng đừng quên chúng ta có một cách sử dụng nữa để có thể thể hiện ý bị động, đó là to get cộng với phân từ 2. Và đặc biệt ở phần cuối của chương trình có một cụm từ rất là thú vị, where you are coming from, để chỉ một cái ý là tôi hiểu là bạn có cái ý đấy từ đâu, tôi hiểu cái suy nghĩ của bạn. Vâng, rất thú vị. Và các bạn khán giả theo dõi truyền hình VTV6 thân mến, đến bây giờ thì Công Tố và Quỳnh Anh xin nói lời chào tạm biệt rồi. Và các bạn đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó chính là mảnh ghép tiếng Anh a.vtv.vn. Tại đây chúng tôi luôn mong chờ nhận được những lá thư cũng như những câu hỏi của bạn khán giả.
và địa chỉ Facebook của chúng tôi, đó là facebook.com/mảnh ghép tiếng Anh. Tôi nghĩ là bạn phải thường xuyên vào Facebook bởi vì có rất nhiều khán giả muốn gặp gỡ và chia sẻ nói chuyện với bạn trên đấy. Bạn đừng nói như vậy chứ lại thành ra là tôi rất là lười biếng lên Facebook của chương trình ạ. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn đã có 15 phút thú vị và hữu ích với mảnh ghép tiếng Anh. Còn bây giờ thì Công Tố và Quỳnh Anh phải nói lời chào tạm biệt thật rồi ạ. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.